thấy gì qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội với lãnh đạo chủ chốt. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vào ngày 25 tháng 10 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trong số đó bao gồm cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với những nhân sự mới là ông Võ Văn Thưởng, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Lê Quang Mạnh và Đặng Quốc Khánh vì đã làm thủ tục này vào đầu năm 2013. Tin Hình Lang cho biết cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần này là khá căng thẳng vì được xem là vòng làm căn cứ cho việc xem xét nhân sự cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14 sắp tới. Lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa, đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp, thì có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Trước kỳ họp Quốc hội lần này, có những đồn đoán của giới thạo tin cho biết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ do không chịu trách nhiệm chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước thất bại tại Hội nghị Trung ương 8 nên đã bị Tổng Bí thư Trọng cáo buộc có tư tưởng chủ nghĩa cá nhân và có nguy cơ cao sẽ bị chặn đường tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 14 sắp tới. Đó là lý do có những quan ngại cho ông Huệ trong việc lấy phiếu tín nhiệm lần này. Tương tự đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc xét xử vụ án thông thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tổ chức vào ngày 24 tháng 10, đúng vào thời điểm kỳ họp Quốc hội khai mạc, đã khiến cho công luận lo lắng cho tương lai của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong việc bỏ phiếu tín nhiệm lần này. Tờ báo Nikkei Asia vào ngày 24 tháng 10 có bài viết về phiên tòa vừa được mở tại Quảng Ninh và đánh giá là vụ án tham nhũng bà Nhàn thuộc lĩnh vực chính trị. Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Theo Nikkei Asia đánh giá, phiên tòa đang diễn ra ở Quảng Ninh xét xử vụ án thông thầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho thấy các thế lực trong đảng đang hướng mũi dùi Thủ tướng Phạm Minh Chính, người là bí thư địa phương này từ năm 2011 cho đến 2015. Ông Chính được xem là đối thủ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nikkei Asia còn dẫn lại lời của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra vào hồi trung tuần tháng 8 năm 2023 cho rằng tội phạm sẽ không thể trốn thoát. Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng để đưa bà Nhàn ra trước công lý. Tuy nhiên, những lo lắng đó đã không xảy ra theo dự đoán, mà kết quả bỏ phiếu tín nhiệm khá thú vị, được cho là win-win, tức là các bên đều có thể chấp nhận được. Cụ thể, người nhận được nhiều phiếu nhất đối với phiếu tín nhiệm cao là thứ nhất là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Phan Văn Giang, thứ hai là Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ, thứ ba là đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính xếp thứ 12. Và ở chiều ngược lại, người thấp nhất là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, thấp thứ nhì là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng, thấp thứ ba là Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, còn lại như Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn xếp hạng 39, còn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng xếp 37. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kết quả cũng rất thấp. Ông Thủ tướng Việt Nam hiện nay Phạm Minh Chính. Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này, lãnh đạo quân đội vẫn ổn, lãnh đạo các bộ công thương, thông tin, y tế là đáng lo ngại, còn bộ văn hóa, giáo dục thì miễn phải bàn. Khối tư pháp cũng không được tín nhiệm cao lắm, trừ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vì có vị trí khá tốt đứng thứ 14. Còn lại chánh án Giao Thớt Nguyễn Hòa Bình xếp tới thứ 31 có lẽ do hậu quả từ các án oan. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí xếp thứ 24, trong khi Bộ trưởng Bộ Công an Công Tô Lâm xếp tận thứ 26, còn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, người bị kỷ luật trong vụ chuyến bay giải cứu, lại xếp hạng thứ 15, cao gần gấp đôi so với Bộ trưởng Bộ Công an. Xếp hạng tín nhiệm cao cho Bộ trưởng Bộ Tô Lâm đã tăng so với năm 2018, song chỉ xét riêng về số tín nhiệm thấp thì Bộ trưởng Tô Lâm lại rớt xuống hạng 37. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin thấy gì qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội với lãnh đạo chủ chốt. Không thể tin, vì sao lãnh đạo Việt Nam lại mong muốn được lương thiện?
một thực trạng khó có thể lý giải ở Việt Nam hiện nay, đó là hầu hết các công chức, viên chức và lãnh đạo trong bộ máy nhà nước đều không sống bằng tiền lương, bởi tiền lương quá thấp không đủ để trang trải cũng như đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình họ. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao với đồng lương không đủ sống như một số không nhỏ các quan chức, lãnh đạo, công chức thì vẫn sở hữu nhà riêng hay biệt thự, con cái vẫn du học ngoại quốc với chi phí hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Truyền thông nhà nước vào ngày 19 tháng 10 đưa tin Trung tướng Trần Văn Độ hiện nay không phải ai cũng chính trực được đâu. Theo bài báo vào ngày 19 tháng 10, Trường Đại học Luật và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm giáo dục phòng chống tham nhũng với yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính trong giai đoạn mới. Trung tướng Trần Văn Độ nói rằng hiện nay không phải ai cũng chính trực được. Tại hội nghị này, Trung tướng Trần Văn Độ phát biểu rằng hiện nay không phải ai cũng chính trực bởi không liêm khiết được. Ông đưa ra ví dụ thẩm phán lương 8 triệu đồng mà nghề giúp việc lương cũng hơn 8 triệu đồng thì cán bộ liêm chính không nổi. Phát biểu của tướng Độ khiến người ta liên tưởng đến câu ta thán của nhân vật Chí Phèo nói với Bá Kiến rằng tao muốn làm người lương thiện, ai cho tao lương thiện đây? Câu nói của Chí Phèo tưởng rằng chỉ tồn tại trong tác phẩm của văn học. Vậy mà sau hơn 70 năm, trong thời đại mà Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay, nó lại hiện hữu. Có lẽ Trung tướng Trần Độ muốn đặt vấn đề để cảnh báo với chính quyền rằng hãy cho công chức nhà nước được sống bằng đồng lương để họ không cần phải tham nhũng, vẫn có thể sinh tồn. Quy luật sinh tồn của con người là đói thì đầu gối phải bò. Một khi lương của công chức nhà nước không đủ sống thì cấp nhỏ thì tham nhũng vặt thông qua việc hành dân đưa ra những điều kiện khó khăn để buộc người sử dụng dịch vụ công phải bỏ ra phong bì để mà cảm ơn. Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chánh án Tòa án Quân sự Trung ương. Cái lạ là tại sao vị trí của một công chức quèn với mức lương 4 đến 5 triệu đồng mỗi tháng mà người ta sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng để được ngồi vào đó. Còn có quan lớn, tức các lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, dẫu hưởng lương và bổng lộc từ tiền đóng thuế của dân, nhưng cũng chỉ chăm chăm nghĩ mưu ăn cắp, bòn rút ngân khố thành của riêng của mình. Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, làm công chức nhà nước điều kiện tối thiểu là phải đảm bảo có mức lương đủ sống, đủ nuôi gia đình và con cái họ. Điều mà cho đến nay nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam sau 78 năm cầm quyền không thể nào thực hiện nổi. Khi công chức nhà nước lương không đủ sống thì họ phải kiếm tiền bằng mọi cách, kể cả ăn bẩn. Môi trường giáo dục là điển hình dễ thấy nhất, nhà trường thì lạm thu của phụ huynh, thầy cô giáo thì ép học sinh phải học thêm, nếu ai không chịu thì bị trả thù ngay lập tức. Đây là điều mà ai cũng biết, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, mà nó ở tất cả các lĩnh vực khác cũng diễn ra tình trạng như thế. Điều tình trạng chung, mẫu số chung là tiền lương từ nhà nước trả cho công chức không đủ sống và bắt buộc họ phải làm bậy. Buổi tọa đàm giáo dục phòng chống tham nhũng với yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính trong giai đoạn mới. Song ở Việt Nam, chính quyền càng hô hào sắp xếp lại biên chế, tinh giản, cải cách bộ máy thì hệ thống cán bộ công nhân viên chức lại càng phình to. Truyền thông nhà nước Việt Nam đã thừa nhận, cứ 40 người dân thì phải nuôi một công chức. Theo đó, bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay có tới 2,8 triệu cán bộ, công chức, viên chức, tính bình quân cứ 40 người dân phải nuôi một công chức. Trong khi ở Mỹ có số dân gần gấp 4 lần Việt Nam, nhưng đội ngũ công chức của họ chỉ có 2,1 triệu người. Nghĩa là 160 người dân Mỹ mới phải nuôi một công chức gấp 4 lần Việt Nam. Phải chăng đó là kết quả của một nhà nước không do dân bầu ra, mặc dù chính quyền vẫn tuyên bố rằng họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nếu thế, đó chỉ là một thứ nhà nước vô trách nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin Không thể tin, vì sao lãnh đạo Việt Nam lại mong muốn được lương thiện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.